Và ta xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì tôi đang có mặt ở tại khu vực của dinh thự Ngô Đình Cẩn, một người được coi là lãnh chúa miền Trung ngày xưa. Và ông cũng là em trai của Tổng thống Ngô Đình Diệm, thời đệ nhất Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về ông cũng như đi tham quan cái khu vực dinh thự này nha các bạn. Cái nhà này thì cũng rất là dễ tìm kiếm. Thì từ trung tâm của thành phố Huế, các bạn đi đến với phường An Tây và đi vào đường Thiên Thai thì sẽ gặp một cái biển nó ghi là nhà chứng tích Ngô Đình Cẩn. Đó là màu xanh ngay cạnh đường luôn. Và cũng rất là dễ tìm kiếm. Đây, tôi để xe ở đây. Và đây chính là cái căn nhà hay gọi là khu biệt thự thì đúng hơn. Thời ông Cẩn ở đây thì đây chính là cái khu biệt thự. Và đây là cánh cổng đi vào căn nhà này. Và hiện tại thì cánh cổng này thì đã không còn cổng nữa rồi. Nó chỉ còn hai cái cột. Cái số ở trên đây là ghi là 110 đường Thiên Thai. Và cái cổng này thì bằng đá đấy các bạn ạ. Bằng đá nhá. Và cái căn biệt thự này đã được xây lâu lắm rồi. Cách đây hơn 70 năm rồi các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trong đây. Có vẻ như là khá là tùm, cây cối rậm rạp á. Ở đây thì có cái biển nó ghi về cái thông tin của cái ngôi nhà này. Thì đây là di tích nhà Ngô Đình Cẩn đấy. Và cái thông tin ở trên đấy ghi đó là các cái đời chủ trước khi mà ông Ngô Đình Cẩn mua cái căn nhà này. Đây là cái con đường để dẫn vào ngôi nhà. Và chúng ta đang hai bên của cái con đường này nó là hai cái, đây là bằng xi măng này. Còn ở chỗ này chính giữa thì nó đã hư rồi, hư hại rất là nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phía trong này nhé. Đây là không gian ở xung quanh của căn nhà. Thì có rất nhiều cái cây. Từ ở ngoài vào đây là tôi đã thấy là rất nhiều cái cây rồi. Đấy, một cái cây cao, cây này cũng vậy này. Đây cũng thế này. Chỗ này, đây là một cái cây mít này. Chỗ này là cái mít. Ở trong kia cũng là những cái cây rất là cao. Không biết là những cái cây này là mới được trồng hay là ngày đó là đã có rồi. Thì chúng ta cũng chưa có biết. Bởi vì cũng đã rất là lâu rồi, 70-80 năm rồi phải không các bạn? Thì những cái cây mà ngày đó nó bé thì bây giờ nó cũng đã cao lên rồi. Đó thì cái này chưa biết được là như thế nào. Tuy nhiên là xung quanh đây là những cái cây rất là cao. Đó và nhiều cây rậm rạp như là một cánh rừng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào. Có lẽ ở đây là ở này nó có một cái đá này, nó nhô nhô lên này. Có thể đấy là một cái khu vực của Hồ Non Bộ chăng? Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào đây. Trong đây thì tôi thấy cũng có hai bạn đang ở chỗ này. Và chúng ta tiến đến đây xem nó là cái gì nhá. À đúng rồi, cái này nó là một cái Hòn Non Bộ này. Đấy. Và đây giống như là một cái bể cá. Còn cái chỗ này là dùng để ngồi ở đây uống trà. Ngắm cá rồi đấy, thư giãn ở đây. Đây có lẽ là một cái nơi để thư giãn của ông Ngô Đình Cẩn. Và cái đây là một cái nó có một cái mái là hai tầng hai lớp. Và theo kiến trúc này, kiến trúc của cung đình. Và kia chính là cái căn nhà của ông Ngô Đình Cẩn. Một cái căn nhà được xây dựng theo cái kiến trúc kết hợp giữa Đông và Tây. Đây là cái căn nhà, căn biệt thự kiểu Pháp. Nhưng mà các bạn có thể thấy là kia là những cái mái kìa. Đó, cái mái là kiểu cung đình. Trên đấy nó có đó rồng này, có phượng này, long lân quy phụng đấy. Rất là đẹp. Ngày xưa thì không phải ai cũng có tiền để có thể xây được những cái căn biệt thự như thế này. Trước khi đi vào căn nhà thì chúng ta sẽ đến với cái hồ này. Đây là một cái hồ, cái này là hồ nước này, ở phía trước của căn nhà. Có lẽ ngày xưa ở đây là
sẽ thả cá ở đây. Còn khu vực này là một cái hòn non bộ này. Đấy. Và vị trí này là cái vị trí mà có thể ngồi cực kỳ mát luôn. Và tôi đang ở ngoài trời thì nóng, mà vào trong đây nó mát rượi luôn. Và ngồi chỗ này nhìn ra xa, nhìn ra đây, ngắm cá. Rồi ở chỗ này thì nó là cái cảnh núi non rất là đẹp. Và bây giờ đứng ở đây thì chúng ta lại nhìn cái toàn cảnh của căn nhà ở phía là thẳng, nhìn từ cái hướng là thẳng nhìn vào này. Đó thì các bạn hãy nhìn coi cái căn nhà này nó một cái kiến trúc. Và đây là kiến trúc căn nhà rất là đẹp hả các bạn. Nó có là 1, 2, 3, 4, 5 cửa. Ở bên đây thì có, ở dưới thì có 3 cửa. Ở hai bên là hai cái cửa sổ nhỏ nữa. Ở trên thì 5, ở dưới thì 3. Đó là 3 và 5. Rồi, đây là nhìn tổng thể của căn nhà nhé. Của căn biệt thự thì đúng hơn. Những người mà ở Huế người ta nói rằng là ông Cần là một cái người mà có những cái thú chơi mà nó độc đáo. Và nếu mà nói về thú chơi của ông Cẩn thì phải so với công tử Bạc Liêu ấy. Người ở Huế gọi ông Ngô Đình Cẩn đó là cậu Cẩn. Do đó là cái để mà mô tả về cái cách chơi của ông ấy thì người ta dùng là cái câu đó là chơi như cậu Cẩn. Bây giờ thì chúng ta đang ở phía trong của căn nhà này, của căn biệt thự này đây. Ngày xưa nó là cái biệt phủ đấy. Và ở chỗ này thì nó đã bị để hoang phế rồi lâu lắm rồi. Vậy nên là các bạn có thể thấy là nó vắng vẻ, nó hoang vu lắm. Và nó lành lạnh. Mà vào trong đây thì đúng là cảm thấy là nó mát rượi luôn. Dù ở ngoài ấy, phía ngoài cái kìa, trời nó đang là nắng và nóng, vậy mà vào trong đây một cái là nó mát luôn. Mát lạnh người, lạnh tay luôn ấy. Và thậm chí có thể là nổi da gà. Những cái mảng rêu nó đã mọc lên ở đây này, nó bám cho đây. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể thấy rằng là ở đây cái sau khoảng 70 năm mà các bạn hãy xem coi cái vôi này, nó vẫn chưa bị bong chóc là mấy. Chỉ có một chút xíu chỗ này là bong chóc, chỗ kia cũng vậy. Rồi những cái màu sơn, màu vôi trên tường nhà vẫn rất là tốt. Đây là một cái căn phòng nhỏ này. Có lẽ là như thế là ở đây. Rồi chỗ này là một cái cửa sổ ngõ ra. Đó, đây là ở phía dưới cái tầng 1 nha các bạn. Và đây là ba cái cửa chính này. Và từ cái cửa này thì có thể ngõ ra bên ngoài, nhìn cái khu vực với hồ nước ở phía trước ấy. Đó. Căn nhà quá đẹp. Căn nhà này ngày xưa là phải khủng khiếp tiền đấy các bạn. Tiền tấn đấy. Ở đây thì cái tường ở phía trước này nó lên đến là 2 gang tay, khoảng 40 phân. Ông Ngô Đình Thục ấy, là em trai của ông Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong một gia đình là có 5 anh em trai, bao gồm là Ngô Đình Diệm là Tổng thống này, ông Ngô Đình Nhu là cố vấn cho ông Ngô Đình Diệm, và ông Ngô Đình Thục là giám mục ở tại Huế này đây. Và ông Ngô Đình Luyện khi ấy ông đang là đại sứ tại Anh Quốc của chính phủ của ông Ngô Đình Diệm. Họ đều là những người mà giữ những cái chức vụ cao trong chính phủ đệ nhất Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam. Và kể từ khi mà đất nước Việt Nam của chúng ta chia cắt hai miền từ năm 1955 sau cái hiệp định Geneva năm 1954. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra cái mặt ngoài này. Cái mặt ngoài này thì cái này nó được giống như là bằng đá đó, được làm giả đá như thế này đó. Và cái cửa sổ này ở phía bên tay trái của căn nhà thì có một cái hồ nước. Chỗ này tôi thấy là
cá đấy, có cá ở dưới này. Chắc là đây là chỗ mà chứa nước của gia đình đây, để mà cung cấp nước sinh hoạt đây. Đấy. Bây giờ nó là nước như thế này. Còn chúng ta sẽ đi lên tầng 2 nhé. Đi lên tầng 2 này. Hay mặt trước đây. Mặt trước bây giờ thì cây cỏ nó đã mọc đây ở trên rồi. Chúng ta sẽ đi lên tầng 2 xem nó như thế nào. Đây là cái cầu thang mà chúng ta để đi bộ đi lên. Đây là phía trên của căn biệt thự này đây. Chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ ở kia là một cái mái. Đây chính là cái mái mà theo cái phong cách của các cái nhà ở trong cung đình của Huế. Đó. Với những cái hoa văn và họa tiết bằng sứ này. Tới bây giờ thì nó vẫn còn tồn tại, nó rất là bền. Hay như chỗ này cũng thế này. Đó là những cái hoa văn bằng sứ, nó vẫn còn như là mới. Và ở phía trên này là một cái hành lang. Hành lang rộng khoảng chừng 2 mét. Và nhìn, có thể đứng ở đây thì nhìn ra phía ngoài. Nhìn ra cái phía cái hồ này, hay là cái khu vực ở phía xung quanh đây. Thì đứng ở trên đây có thể nhìn toàn cảnh luôn. Ngày xưa thì khu vực này chưa có nhà đâu. Và chỗ này nó rất là hoang vu. Ấy vậy mà ông Ngô Đình Cẩn lại đúng là cũng là đặc biệt, chọn một cái nơi ở trên cao như thế này đây. Mà đúng là người giàu thì có một cái lối chơi riêng hả các bạn. Trên đây thì cũng tương tự như ở dưới, có ba cái cổng lớn, ba cái cửa lớn và hai cái cửa sổ ở hai bên. Chúng ta sẽ đi từ ngoài vào trong. Đây là phía trong của căn nhà này. Và những cái cột này được làm bằng bê tông. Những cái mái này cũng thế này. Những cái mái kia tôi thấy nó cũng là bê tông. Đấy. Và từ rất lâu rồi đấy. Từ cái lúc mà ông Ngô Đình Cẩn ấy, là bị bắt rồi, sau đó bị giết ở trong Sài Gòn. Thì cái nhà này nó vẫn đã tồn tại như vậy. Và tới ngày hôm nay thì tôi thấy rằng là các bạn thấy cái nước vôi của nó rất là bền. Những cái cột ở trong này nó là những cái cột. Có khoảng 6 cái cây cột ở chính giữa của căn nhà để chống cho cái mái của cái nhà kia. Và trong này nó rất là mát. Đây là một cái căn phòng. Lẽ đây là cái căn phòng ngủ. Đấy, đây là một cái căn phòng này. Chúng ta sẽ đi vào cái căn phòng này đây. Đấy, cửa cao, đẹp. Và căn phòng này bây giờ trống trơn rồi. Thì nó thời gian lâu quá rồi nên là không ai ở trong đây cả. Và có một cái cửa sổ để nhìn ra phía ngoài. Đây là tầng 2 nhé các bạn. Đó. Tầng 2. Nhìn ra phía ngoài này. Cây bây giờ nó đã mọc lên cao đây, trong nó có cả những cái dây leo như thế này nữa. Trong này nó rất là âm u, rất là mát. Nhưng mà nó ở ngoài bây giờ cây cối nó rậm rạp quá. Vậy nên là có vẻ nó khá là lành lạnh. Bữa nay người ta có mang cả giấy gì người ta vào, người ta đốt ở trong đây này. Phía sau này là một căn phòng. Căn phòng này nó nhỏ hơn một tí. Đây, cái căn phòng này thì nó không có to. Căn phòng lúc nãy thì chúng ta có lẽ là một cái căn phòng ngủ. Còn cái căn phòng này là một căn phòng bé hơn. Không biết là dùng để làm gì. Nhưng cũng có một cái cửa sổ rất là to. Đấy. Ngoài này là cái cây nó cao, rất là cao rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua bên phía này. Nơi có một cái căn phòng nữa này. Các căn phòng ở đây bây giờ thì cửa rả không còn nữa đâu.
mà chỉ còn trơ trọi là cái cửa để đi vào này thôi, chứ còn cái cánh thì không còn nữa đâu. Trong căn phòng này có vẻ rộng hơn, và đây là một cái căn phòng nó có một cửa sổ và nó nối với cái căn phòng nhỏ ở phía sau. Đó, và đây chính là căn phòng nhỏ phía sau của cái căn phòng chính. Trong cái căn phòng nhỏ này cũng có một cái cửa sổ để có thể nhìn ra bên ngoài. Đó, nhìn ra cái không gian xung quanh rất là sáng. Trong này cực kỳ mát luôn. Quay trở lại thông tin của ông Ngô Đình Cẩn, thì thời mà anh trai của ông là ông Ngô Đình Diệm là tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa đấy, thì ông được anh trai của mình giao làm cố vấn ở Trung Phần và phụ trách từ cái khu vực của Tây Nguyên này, Phan Thiết này, quay trở ra tới Huế này luôn. Và toàn bộ cái khu vực rộng lớn đó là dưới quyền cai quản của ông Ngô Đình Cẩn. Như vậy cái quyền lực của ông này rất là lớn. Và Ngô Đình Cẩn thì có quyền cai quản cả quân đội và lẫn là mật vụ. Nếu mà so với các anh trai của mình như là Ngô Đình Nhu hay Ngô Đình Diệm, thì người ta nói rằng là Ngô Đình Cẩn là người mà khắc nghiệt hơn, tức là người mà có cái bàn tay sắt. Trong số các lực lượng mà ông Ngô Đình Cẩn nắm trong tay thì có một cái lực lượng rất là nổi tiếng, hoạt động với cái tên đó là Đoàn Công tác Đặc biệt Miền Trung. Đây là một cái cơ quan tình báo và phản gián. Cơ quan này thực hiện một cái nhiệm vụ đó là đi truy lùng, tiêu diệt Việt Cộng, cũng như là bắt giam và thủ tiêu các cái đối thủ chính trị. Đoàn Công tác Đặc biệt Miền Trung dưới cái sự lãnh đạo của ông Cẩn ấy, thì hoạt động cực kỳ là hiệu quả. Và đặc biệt là với những cái người mà theo chủ nghĩa cộng sản, thì hoạt động cách mạng ở đây thì bị truy lùng rất là gắt gao. Một số những cái người rất là nổi tiếng mà đã bị cái đoàn này bắt đó là ông Mười Hương, tức là ông Trần Quốc Hương đấy, là một cái nhà tình báo. Và ông này cũng đã bị bắt bởi cái đoàn công tác đặc biệt miền Trung này. Hay là ông Vũ Ngọc Nhạ, rồi Lê Hữu Thúy, Nguyễn Vĩnh Nghiệp, công tác đặc biệt miền Trung, cũng đã từng theo dõi ông Phạm Ngọc Thảo và đã từng đề nghị đến với ông Ngô Đình Diệm để lưu ý tới cái trường hợp này. Thì như các bạn biết, ông Phạm Ngọc Thảo đó là một cái nhà tình báo, là một nhà gián điệp và hoạt động ở dưới cái mác đó là một sĩ quan ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn cái căn nhà này từ phía trong ra, từ cái hướng là cửa chính ở tầng 2. Đó, ba cái cửa ở phía trước, một bên trái này, bên phải này và chính giữa đây. Nhìn ra đây là nhìn ra một cái không gian xung quanh, và đứng ở vị trí này có thể nhìn bao quát, có thể nhìn xuống phía trước này. Đây chính là hồ cá ở trước nhà đấy. Rồi bên phía này thì nó là một cái cầu thang. Lúc nãy là chúng ta đi từ cái cầu thang ở phía đằng kia, từ phía đằng này này. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn lại cái mái này, rất là đẹp. Cái này là ngày xưa rất giàu có mới làm được như thế này. Và theo những gì mà người dân ở xung quanh á, người ta, tôi có tìm hiểu và hỏi han thì người ta nói là ông Ngô Đình Cẩn ngày xưa rất là giàu, cực kỳ giàu có luôn. Thì cũng đúng thôi ha các bạn. Khi mà ông này là giữ một cái vị trí là cố vấn của Tổng thống Ngô Đình Diệm và cai quản toàn bộ khu vực của miền Trung cơ mà, nên là giàu có là phải rồi. Tuy nhiên thì các bạn đang nhìn thấy bây giờ thì cái căn biệt thự này nó trở nên hoang phế với cái cỏ cả. Đấy, cỏ nó mọc ở trên cái mái như thế này đây. Và những cái căn này nếu mà không có được mà tu sửa hay là được bảo vệ thì chắc là dù có vững chãi đến mấy đi nữa thì chắc cũng một thời gian nữa thôi, thì tôi nghĩ cũng rất là nguy hiểm. Và đó, ở đây đã là một cái di tích quốc gia từ rất là lâu rồi, cơ mà tôi thấy rằng là vẫn bị để hoang phế. Không biết có phải là mọi người cố tình để cho nó hoang phế hay không. Đó, thì cái đấy thì tôi cũng không biết. Tuy nhiên đến đây thì tôi thấy là cây cỏ nó mọc đầy và gần như là không có sự chăm sóc ở đây, mặc dù nó là một cái di tích lịch sử quốc gia, cũng như là đây là một cái địa điểm
du lịch. Ở ngay cái phía của cầu thang ở phía trên tầng 2 này, ở bên tây này nhìn xuống thì đây, tôi thấy ở đây nó có một cái khoảng trống này, thì chúng ta sẽ đi xuống đây. Thì cái cầu thang này, cái cầu thang bên phía tay trái của nhà đó, thì bây giờ thì cái cầu thang này nó cỏ nó đã mọc rồi, nó mọc lên cả những cái bậc thang này nữa này. Chúng ta thử đi thử xem có được không. Đấy. Vừa đi vừa nhìn cái khu vực của mặt trước của căn nhà ở bên phía trái này, một sự hoang phế hiện ra rất là rõ. Bên phía của hông nhà thì cái cây nó đã mọc lên phía trên này này. Đây này, tôi sẽ đến đây, các bạn thấy không? Đó, đây là cái mái ở bên phía trên, mái ở bên phía bên hông này. Các bạn có thể thấy là cái mái nó, trên đấy nó có hoa văn rất là đẹp nhá. Hình như là cái con, ở bên đó nó có con rồng hay là con hổ gì đấy ở bên đây này. Đó, và cái hoa văn ở trên cái mái rất là đẹp. Ở phía sau này thì cây cối nó mọc tùm luôn. Cái này, này ban ngày dám đến chứ ban đêm mà đến đây cũng sợ sợ đấy các bạn. Cũng thấy ớn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn lại cái mặt trước này và đi vào trong khu vực đây xem có cái gì ở dưới cái cầu thang. Đứng ở ngoài ấy, thì nó lành lạnh, nó nóng, mà đứng ở trong đây thì nó lạnh luôn. Đây nó có một cái căn hầm, một cái hố chứ. Đó, đây là một cái hố này. Trong đây tôi thấy tôi phát hiện ra đây có một cái gì các bạn. Đây, một cái hầm. Đó. Bây giờ cái chỗ này thì nó cây cỏ nó mọc tùm này. Đấy, chỗ đứng còn không có ấy, nên là tôi chỉ đứng ở được ở cái góc này thôi. Tôi quay cho các bạn. Đấy, đây là một cái giống như là một căn hầm vậy. Đúng là căn hầm đấy, bởi vì kia. Tôi thấy kia là người ta có gạch, người ta xếp như thế này. Có lẽ đây là một cái căn hầm, một cái đường đi vào căn hầm gì đấy mà chúng ta chưa có biết. Nhưng ở đây thì bây giờ thân cây rồi đất nó cũng đã lấp đến gần, chắc cũng phải đến 1/3 cái cửa, cái lối vào rồi. Và dưới cái căn hầm đấy là nó nằm dưới cái cầu thang ở bên mé trái của căn nhà. Đó, và đây là một cái không gian ở xung quanh, có những cái bức tường. Thì cái căn nhà này này các bạn, là nó được xây là dựa vào cái đỉnh của cái quả đồi. Tức là đằng sau của nhà chính là đỉnh đồi luôn. Thì những người mà ngày xưa người ta có điều kiện ấy, thì người ta xây, người ta gọi là cái đỉnh đồi này nó sẽ là một cái thế gọi là dựa vô cái đỉnh núi đấy. Đấy. Chứ không phải là tự nhiên người ta xây, người ta xây là có mục đích cả đấy các bạn ạ. Người ta sẽ không xây ở trên đỉnh đâu nhá, mà người ta sẽ xây ở ngay sát đỉnh. Tức là toàn bộ cái căn nhà này này nó sẽ dựa vào cái đỉnh núi. Còn ở phía trước này thường người ta sẽ đào một cái giếng hoặc là một cái hồ, một cái ao gì đấy. Ở đây thì chúng ta thấy là một cái hồ ha. Người ta có tính toán cả đấy. Tuy nhiên thì tính toán như thế nào thì tôi cũng không biết, nhưng mà các bạn hãy nhìn coi. Căn nhà này cỏ nó đã đầy ở phía trên rồi cả. Đây ở phía trên luôn. Đấy, mọc đây trên kia mà không có được dọn dẹp. Mặc dù kiến trúc này nhìn rất là đẹp. Đây là một kiến trúc kiểu Pháp pha với phương Đông. Căn nhà thì cái khung ấy thì nó là theo kiểu Pháp, nhưng mà còn cái cách các cái kiến trúc của nó, ví dụ như là cái mái này, đó, rồi những cái trang trí họa tiết này hoàn toàn là phương Đông Việt Nam mình đấy. Rất là đẹp. Tuy nhiên bây giờ nó đã hoang phế rồi. Và ban ngày thì chúng ta có thể đến đây, và hôm nay trời nắng này, tôi đang đứng đây là trời nó nắng, thì có thể là đi đến đây rồi tham quan đó. Còn không biết ban đêm đến đây thì nó sẽ như thế nào, thì không biết là ai đã đến ở đây ban đêm hay chưa, rồi đã có nghe cái chuyện mà ban đêm ở đây như thế nào không. Nhưng mà đây là một căn nhà hoang, hoàn toàn bị bỏ hoang, với cỏ cây nó mọc tùm ở xung quanh này. Thì tôi nghĩ rằng là cũng ghê ghê ấy. Tôi thì tôi không dám đến vào ban đêm đâu,
chỉ dám đến vào ban ngày thôi. Đấy, một căn biệt phủ của một người được người ta gọi là lãnh chúa ở tại miền Trung ngày xưa, và là một người có cái quyền lực rất là lớn. Tháng 11 năm 1963, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức đảo chính, lật đổ chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm, và sau đó đã bắt ông Ngô Đình Diệm cũng như là người em của mình, đó là cố vấn Ngô Đình Nhu, và thủ tiêu trên chiếc xe tăng. Ông Ngô Đình Cận thì bị bắt sau đó và bị giải vào trong Sài Gòn, giam ở tại nhà lao Chí Hòa. Một năm sau thì tòa án của Việt Nam Cộng Hòa đã kết tội ông và kết án là ông tử hình và xử bắn ông. Hai người anh em khác của gia đình họ Ngô Đình, đó là Ngô Đình Thục, tức là tổng giám mục ở tại Huế này đây, thì lúc đó đang là ở tại bên Roma, tức là Vatican. Vậy nên là cũng đã thoát được cái nạn, cũng như là sau đó bị cấm, không cho trở lại Việt Nam, và đã phải tị nạn ở bên nước ngoài. Ông Ngô Đình Luyện khi ấy đang ở tại Anh Quốc nên là thoát nạn. Như vậy là năm anh em của Tổng thống Ngô Đình Diệm thì ba người đã bị giết sau cái cuộc binh biến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và đây là những gì còn lại của người có quyền lực cao nhất ở tại miền Trung xưa kia. Cũng là người có cái thú ăn chơi rất là đặc biệt mà đến bây giờ những người dân ở Huế này còn truyền tai nhau với một cái câu nói, đó là chơi như cậu Cận. Đến đây tôi xin kết thúc video đi tìm hiểu về ông Ngô Đình Cận và đi tham quan khu di tích biệt thự của ông Ngô Đình Cận ở tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những hành trình tiếp theo. Bye bye.